nhà vừa trao đổi một số kinh nghiệm và cũng xem như là những cái báo cáo đề dẫn, thì bây giờ thì chúng ta chuyển sang cái phần thảo luận. Các đại diện ở các trường thì có thể là hỏi đáp, để trên cơ sở đấy các báo cáo viên sẽ giải thích chi tiết hơn về những cái vấn đề mà đại diện các trường quan tâm. Chúng ta có thể trao đổi về những cái nội dung mà nghĩ rằng là có thể hợp tác được với nhau, thăm hỏi để trao đổi kinh nghiệm, nhằm chuyển giao kinh nghiệm nếu mà có ở mức độ sâu sắc hơn. Mà tuy nhiên ấy, thì tôi nghĩ rằng là thực ra đây là những cái vấn đề là lớn, những vấn đề là mới, và cái đấy thì nó sẽ phụ thuộc vào quyết tâm của từng trường là như thế nào. Thì trước khi các đại diện của các trường mà phát biểu ý kiến ấy, thì tôi muốn thông báo một số thông tin về cái chương trình hoạt động tiếp theo của chúng ta trong từ giờ đến cuối năm, thì sợ không còn thời gian. Tháng riêng thì chuẩn bị cho đến Tết âm lịch, cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ phải bàn vào kế hoạch sinh hoạt của năm 2020. Hiện tại thì có một số trường đã đứng ra đăng ký đăng cai với những cái chủ đề phù hợp cho năm sau. Trong đấy có trường Cao đẳng Dược Phú Thọ dự kiến tổ chức vào đợt dỗ tổ Hùng Vương, và khi đấy thì chúng ta sẽ kết hợp ngày tháng như nào đấy để các anh chị nếu mà đến tham dự hội thảo có thể kết hợp thăm đền Hùng luôn vào dịp tháng 3 năm 2020. Trường Đại học Công nghệ và Quản trị Hải Phòng, tức là đại trường Đại học Hải Phòng, dân lập Hải Phòng ngày xưa ấy, bây giờ đổi tên rồi, chỗ thầy Nghị, cũng mong muốn là đăng cai một cái hội nghị của câu lạc bộ các trường ngoài công lập, và có thể là Hải Phòng hoặc kết hợp đi ra Cát Bà. Đồng Nai cũng mong muốn chúng ta về Đồng Nai để tham quan Đồng Nai chỗ thầy Sơn, và có thể chọn một địa điểm nữa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái đấy nếu mà được thì chúng ta chốt được cái gọi là đây là kế hoạch sơ bộ trong năm 2020, có thể 3 tháng tổ chức một lần, thì cái đấy chúng ta sẽ có 4 địa điểm là như vậy. Thì cũng xin thông báo sơ bộ về cái khung. Thế còn chút nữa thì một số thầy của các trường mà dự kiến đăng cai có mặt ở đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn, gửi lời mời tới các anh chị. Và tiếp theo thì có lẽ là xin mời các trường nào có ý kiến thì chúng ta sẽ tham gia phát biểu. Tôi nói một chút về cái chuyện kinh nghiệm liên quan đến công nghệ của Đại học FPT. Thì trong cái phần mở đầu tôi nói về cái quan điểm vì sao cần phải triển khai cái này thôi. Thế còn một số công việc cụ thể chúng tôi đang làm là như thế nào? Thì thực ra nó cũng không có cái gì nhiều nhặn đâu. Cái thứ nhất đấy là với cái quan điểm là hầu như tất cả các ngành bây giờ thì nó đều có yếu tố công nghệ rất là lớn. Chẳng hạn như là những cái ngành cổ điển như là tài chính ngân hàng, thì bây giờ những cái vấn đề liên quan đến fintech, liên quan đến ngân hàng số, một số những cái mô hình như là tiền điện tử nó đang triển khai rất là rộng rồi. Cho nên là những cái nội dung giả sử như học về tài chính ngân hàng thì nó sẽ đụng đến một loạt những cái nội dung không giống như là ngày xưa. Thì cái đấy thì một trong cái nội dung của chúng tôi là rà soát lại tất cả những chương trình đào tạo để thay thế một số môn của những cái ngành đấy bằng những môn tương tự nhưng có hàm lượng công nghệ cao, để nó đáp ứng cái sự thay đổi của cái mạng công nghiệp 4.0. Tất cả các ngành, ngành nào cũng xem là môn gì nó mang tính cổ điển rồi, cần phải được thay thế bằng môn tương tự. Thì đấy là một nội dung. Cái nội dung thứ hai là cố gắng xây dựng những cái ngành mới mang tính chất là tích hợp để nó đáp ứng nhanh hơn cái nhu cầu công nghệ. Thì tất nhiên ở đây nó sẽ đụng đến vấn đề về cái chuyện mảng ngành. Mà khi mà luật giáo dục đào tạo mới được công bố thì các trường mà
đáp ứng một số điều kiện nhất định để chủ động trong vấn đề mở ngành, nhưng dù sao nó vẫn nằm trong cái khung của những cái mã ngành đang có theo cái bộ mã ngành cấp 4 mà thay đổi rất chậm nhanh thì rất gọi là rất dễ dàng đụng với những cái ngành mà nó không nằm trong danh mục đấy. Thì cái đấy thì chúng tôi đi theo cái hướng ngược lại là thay cho cái chuyện mở nhiều ngành thì mình cuối cùng mình giảm bớt ngành đi. Chẳng hạn như cái nhóm ngành về công nghệ thông tin đi, ngày xưa nó có nào là công nghệ phần mềm, nào là khoa học máy tính, nào là hệ thống thông tin vân vân. Cuối cùng chúng tôi giảm bớt hết, chúng tôi chỉ giữ lại một ngành là ngành công nghệ thông tin thôi. Và học cái gì cũng cấp bằng công nghệ thông tin. Còn chuyên ngành hẹp nó có một cái bằng phụ, nó giống như là cái bảng điểm ấy. Tất nhiên nó vẫn có bảng điểm bình thường, nhưng mà ngành phụ được ghi một cách trang trọng trên bìa của bảng điểm. Thế còn theo đúng quy định là xem như đấy là cử nhân công nghệ thông tin. Còn sau này mình muốn dạy cái gì về công nghệ thông tin, muốn thay đổi cái gì được, trí tuệ nhân tạo nó kia gì đấy, đấy là việc của mình. IoT đấy là việc của mình. Thì thay cho chuyện mở ngành mới thì mình giữ lại cái tên ngành mà nó mang tính chất là bao trùm nhất, còn tất cả những cái mới của mình cứ tạm gọi là chuyên ngành hẹp. Nhưng mà cái đấy nó sẽ được ghi, tức là chúng tôi phải thiết kế lại cái bảng điểm như là một cái dạng bằng để trên cái bìa của bảng điểm, tức là cái màu mè nó kia các kiểu, và cuối cùng cái tên của ngành nó sẽ nhỏ hơn cái tên của chuyên ngành, nó sẽ to hơn ở trong cái bảng điểm. Còn cái chuyện cái bằng tốt nghiệp đại học theo đúng cái quy định. Thì đấy là cái nội dung thứ hai mà chúng tôi triển khai. Cái nội dung thứ ba chúng tôi triển khai ấy, thì cái này gần giống cho anh Sơn ở Đại học Công nghệ Đồng Nai, là triển khai chỉ 20% số môn học học online. Thì cái này thì sinh viên đại học FPT thì được đào tạo tiếng Anh là khá chuẩn từ đầu rồi, cho nên chúng tôi ký hợp đồng chiến lược với lại Coursera. Và khi đấy thì cấp ưa cao Coursera miễn phí cho tất cả sinh viên. Và mỗi một học kỳ, mỗi một sinh viên sẽ phải học một môn có chứng chỉ, đồng thời phải qua cái chuyện kiểm định thi lại của trường để mình đảm bảo chất lượng áp dụng tất cả. Thì trên danh cờ là cái danh mục các môn mà mình được lựa chọn với cái số thời lượng phù hợp để quy đổi tín chỉ cho nó dễ. Và cái việc cuối cùng là chúng tôi triển khai hai cái dự án mang tính chất là quản trị của trường. Một là không dùng tiền mặt ở trong các hoạt động của trường, và hai là không dùng giấy trong các hoạt động của trường. Hai cái đấy triển khai nó đụng đến tí thì cứ công nghệ phải làm, nhưng mà kiên quyết luôn. Chẳng hạn bây giờ tuyển sinh về nguyên tắc không nhận hồ sơ bằng giấy, có thể bộ phận tuyển sinh sẽ phải hỗ trợ giáo viên, hỗ trợ phụ huynh và học sinh để điền form cho nó phù hợp, không nhận tiền mặt và không nhận giấy ngay từ đầu luôn. Khó cũng phải làm, cần thiết mình hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, phụ huynh. Nhưng mà hai cái quan trọng là không dùng tiền mặt và không dùng giấy. Trên cơ sở đấy thì nó sẽ tác động đến rất nhiều các hoạt động, các bộ phận liên quan. Mà cái này mà làm xong, tức là mình đã được cái nền tảng số. Cũng trên cơ sở mong muốn mình đào tạo những các em ra trường thì nó có những cái kỹ năng số, có cái tư duy số, thì đầu tiên nó phải được nhúng vào môi trường số trước cái đã. Thì sau này nó sẽ tham gia vào cái cuộc chuyển đổi số, dẫn dắt chuyển đổi số, chứ không đơn thuần chỉ là những người mà gọi là bị lôi kéo vào. Đấy thì nghe nói thì nhiều, nhưng chúng tôi tập trung vào mấy cái việc đấy thôi. Thì đấy là một số ý kiến, một số kinh nghiệm chia sẻ thêm với các vị. Tôi có thêm một cái số kinh nghiệm với cái thầy rất là thầy Dung, rồi thầy Tùng nói tôi cũng tâm đắc với cái mà chúng tôi làm. Hiện tại thực chất là chúng tôi bắt đầu đưa số vào nhiều. Chúng tôi sẽ đến năm chính thức năm 2020, mùng 1 tháng 1 là chúng tôi xóa sổ tới mấy cái mà các trường thấy quan trọng. Tôi xóa thứ nhất là một cửa, tôi bỏ một cửa. Cái thứ hai tôi xóa về tuyển sinh, trung tâm tuyển sinh xóa luôn. Thứ ba nữa xóa về cái thanh tra, tôi xóa luôn. Đây là cái mà chúng tôi bắt đầu tiến tới, rằng là một trong những cái mà đưa công nghệ số vào. Bởi vì này thực chất cái bóp chat, chat bóp á, đấy một loạt những công nghệ nó sẽ thay đổi về vấn đề cái tuyển sinh. Tuyển sinh chúng tôi lại quay trở về, trở thành cái nơi là phòng truyền thông trong một tuyển sinh đó. Một cửa thì đến giờ này gần như các em bắt đầu là cứ cái đó nó sẽ thay đổi, cái một cửa chúng tôi sẽ đưa trả về. Tức là như thế chúng tôi sẽ dư một loạt những người. Thế ngay bản thân dư thế là chúng tôi bắt buộc mọi người đó bắt đầu là bắt đầu đi đào tạo. Chúng tôi đào tạo. Thực chất ra một nhà quản trị bây giờ này thì bây giờ có cái là nó có một cái hay, cái chỗ là chúng tôi xác nhận thế này, một nhà quản trị bây giờ là
chúng tôi không không khuyến khích giỏi. Chúng tôi tuyển chọn người nhé, tuyển chọn người bây giờ chúng tôi không tuyển chọn người giỏi. Chúng tôi toàn viện tuyển chọn người trung thành. Bởi vì chúng tôi đã có, chúng ta đã có một chiến lược đó để đưa công nghệ vào rồi. Thì người bình thường của bình thường cũng có thể sử dụng được. Còn nếu giỏi hơn nữa thì thay hiệu trưởng. Còn nếu không đưa công nghệ vào thì ta thể. Tại vì đưa công nghệ vào nó có một hay này. Nếu có bất cứ một ai làm cái gì hoặc là muốn cái gì, công nghệ nó sẽ cho anh biết hết. Cái thứ hai nữa là rất nhiều người ở xong đi thì người ta đi là xác đi hồn ở lại. Và chỉ trong vòng 30 phút hoặc là một tiếng hồ sẽ có người khác thay thế, không sợ cái gì. Đây là cái mà tạo tài. Mà nhà quản trị đang bị kẹt nhất đó là gì? Cứ đi ra, vào, ra, vào, ra, vào. Thì chính ra cái này thôi. Mà chính ra cái mà hay nhất cái chỗ là sau này chúng ta sẽ không còn có chiến lược đó là gì? Đi từng thành phố, đi từng tỉnh thành, đi phát tờ rơi để mà tuyển sinh đó. Chúng tôi đã làm năm trước rồi, năm nay là chúng tôi làm là tự nhiên nó tới thôi. Và cứ thế tới, anh đẩy mạnh cái công nghệ bằng công nghệ vào đó gì? Đưa Facebook, đưa web, đưa Zalo, đưa YouTube, đưa tất cả lên hệ thống. Và cái công nghệ của anh thật mạnh vào đó thì chính thức cái đó sẽ trở thành. Và chúng tôi đang có chiến lược, chúng ta không có chiến lược là gì? Chúng ta nó có sự so sánh giữa trường này với trường kia, khu vực này, khu vực kia. Thì mình lấy toàn bộ bản so sánh và đưa lên trên đó nhé. Chứ còn mình đi xuống các tỉnh, các thành, rồi các cái trường, rồi bắt đầu phát tờ rơi, nó nghe đâu? Không nghe. Không nghe. Bây giờ thực chất là cái công nghệ đã đưa tới tận vùng sâu, vùng xa rồi. Chính cái đó giảm tải rất nhiều chúng ta. Và chúng ta đầu tư bằng cách lấy cái đó sẽ đầu tư nhiều vào cho những cái công nghệ. Thì đây cũng là cái tôi nghĩ rằng là các nhà quản trị nếu suy nghĩ thì cách và dẫn tiến tới năm tới là xóa gần như hết. Vừa rồi chúng tôi có 8 khoa mà chúng tôi dồn lại còn 4 khoa. Còn 8 khoa và rồi lại 4 khoa thì đấy cũng là cái nhà công nghệ phải xem. Đấy, và bắt đầu đầu tư. Thế bây giờ hồi xưa chúng tôi có sinh giảng viên thì dạy 500. Bây giờ dạy có 300. Số lượng sinh viên như thế thì nên tự giảm. Hồi xưa là chúng tôi sinh viên vào đông thì lại giảm viên. Đấy cũng là một trong những kênh mà xem lại. Thì tôi nghĩ rằng là mọi người lên xem cách là tốt nhất là dần dần tiến tới sẽ giống như thầy Tùng nói đấy. Bắt buộc sinh viên bắt đầu dần dần vào trong trường cảm nhận bậc số hóa. Và số hóa đó nó sẽ đạt được nhiều cái. Cái thứ nhất là cái hay nhất đó là gì? Khi nó ra đời, nó tới cái thị trường nhanh nhất và đạt được yêu cầu của các doanh nghiệp nhất. Bởi vì hầu như doanh nghiệp đến giờ này, các doanh nghiệp đơn thuần như nhà hàng gì đấy, ngân hàng cũng số hóa hết. Mà ngân hàng là một trong nơi mà nó đẩy số hóa rất cao. Rồi tất cả. Vừa rồi tôi đã đặt quyết định là coi như này. Ngay bản thân ô tô cũng thế, ô tô phải học quản trị. Thực chất ra ô tô ông số bây giờ xe lắp cái gì đấy, garage không cần đại học làm chi cả. Bây giờ là ô tô gì, là bán ô tô. Thế anh phải là gì? Thứ nhất anh biết kỹ thuật, thứ hai anh phải biết được rằng là cái quản trị. Để giảng viên của ngoại ngữ thì đến giờ này đến một ngày nào đó ngoại ngữ là một thế giới phẳng rồi thì nó chỉ là công cụ thôi, không là gì. Thì bây giờ bắt buộc ngoại ngữ bây giờ lại phải quay sang học về cái chính trị, về cái du lịch quốc tế. Thế thì đây là một trong những cái mà bắt đầu từ tiến tới. Thì tôi nghĩ rằng là ta chung cấp và các em, các sinh, các giảng viên đó là khi mà các công ty nào muốn đi du lịch quốc tế thì nó sẽ có bằng đó và người ta thuê và nó được làm hay hơn. Thì tôi nghĩ là chúng ta nên suy nghĩ cái cách quản trị làm sao giảm tải. Và nhà quản trị cách nào đó để cuối cùng đạt được mục đích, ba mục đích thôi. Thì mục đích vừa nãy tôi nói đó. Và cái cuối cùng là ta có đủ điều kiện để mà có sống như nào sống. Có gió như nào gió ta vẫn chịu đựng được. Và thích ứng với môi trường. Thì đây tôi nói, tôi nghĩ rằng là chúng ta lên đưa cái hướng đó thì tốt hơn. Chứ bây giờ nếu mà truyền thống là chết chắc. Tôi nói chắc chắn chết. Và nếu không ai không nắm bắt nhanh, chắc chắn chết sớm. Một ngày nào đó tôi nói nghe kinh khủng. Harvard chỉ còn, nếu như mà không thay đổi, Harvard cũng sẽ chỉ có như coi chừng chỉ là một cái tên chứ còn không còn. Trên bản thân chúng ta đang nghĩ này, nhất cái trường ngoài công lập của mình này, may mắn nhưng thầy từng nói đúng không, may mắn là thì ta đã tự chủ từ lâu rồi. Đến giờ này rất nhiều trường công đang ngưỡng mộ các trường tư vì nó có quyền làm tất cả, trong khi đó có
bán nước chúng tôi đây đầu tư một cái phòng studio của tôi, phòng quay của tôi là 3 tỷ, nhưng các ông hiệu trưởng của trường công chỉ được ký 500 triệu, không ký thêm được nữa, và muốn ký nữa thì phải đề trình, phải đấu thầu, phải đủ thứ, còn chúng tôi chẳng cần đấu thầu gì, chúng tôi thấy được chúng tôi đầu tư thì chúng ta lợi thế hơn. Mà nếu như này, với một cái thế giới như thế này thì đảm bảo ta chạy còn nhanh hơn. Bên kia bị rất nhiều, thì tôi nghĩ rằng là trong đây là một cái buổi coi như ta hội thảo, mà tức là ta có những cái chuyện mà training với nhau, thì tôi nghĩ là chúng ta nên suy nghĩ cách mà để có thể mà thoát nhanh. Bây giờ tôi khó chịu nhất cái chỗ là cứ nói là trường ngoài công lập lên hết, lên hết cái chỗ nào. Nói chuyện đó là vô lý, phi lý. Thế là cái gì? Tất nhiên có cái được và cái mất, mà cái gì mất là ít, cái được người thì nhiều. Người ta tự chủ từ khi sinh ra, người ta đã phải bò đi để mà làm, để mà sống rồi. Đúng không nào? Từ khi lấy chỉ được cái giấy chứng nhận là sinh ra và bắt đầu phải tồn tại rồi. Trong đó các trường công ấy, bú sữa có người nơi 60 tuổi vẫn bú sữa. Tức là khó chịu, mình khó chịu cái chỗ đó, mà chính trong cái chỗ đó chúng ta phải làm gì? Hành động cho người ta thấy rằng ta phải thấy rằng đó, báo chí cũng phải thấy rằng tất cả phải suy nghĩ. Thì đấy là cái mà tôi thì tôi chia sẻ với luôn. Qua đó tôi nói đơn giản, tôi nói trường tôi vậy, chắc là quý vị biết là trường Đào Hùng Vương là giai đoạn bị khủng hoảng rất lớn. Mà tôi là phó hiệu trưởng trường đại học Cần Thơ là 15 năm mà chưa bao giờ tôi duyệt cái quyết định nào mà 100 triệu trên, rất cân nhắc. Nhưng mà năm rồi là hội đồng quản trị của trường Đại học Hùng Vương tôi rất là dành cho tôi là 5 tỷ phục vụ tuyển sinh, đã ký một cách rất gọn gàng. Nhưng mà tôi, tại vì tôi cũng xài theo kiểu chiều công, thành ra suốt năm vừa rồi tôi xài chỉ có 900 triệu mà. Thành ra quý vị thấy rồi, chỗ nào đó, phải không? Thì thôi kệ người ta, phải không? Làm sao đó. Để ý tôi nói, tôi ra theo dõi rất sát về cái, nó gọi là cái đề án của, gọi là hình chủ đại học của Đồng Quý Đức Đào. Ở đây nói nhỏ trong hậu trường ra, chứ nếu mà mọi quý vị mà lòi ra, mà quý này ra ngoài tôi bị ở tù là quý vị đem cơm cho tôi. Tôi nói là coi chừng là anh Vũ Đức Đâm có tội với lịch sử về cái gọi là tự chủ đại học. Anh mé mé, anh không dám nói thẳng, chứ thực ra cái tự chủ đại học mà theo như cái đề án của anh Đam nói là như là cắt kinh phí, mà anh Đam không nói, nhưng mà anh Dương Đình Huệ nói hoài. Tôi đã từng học ở bên Mỹ 4 năm. Quý vị biết rằng là cái một cái nền kinh tế mà nó phát triển vậy, nhưng mà vẫn phải sử dụng tiền của nhà nước. Còn cái tự chủ sao kiểu đam coi như là cắt sữa. Thì tôi nói trước sau gì trong vòng 10 năm nữa là các trường đại học bị lê lết. Anh đừng, anh không phải lo sợ người ta nói mình. Bắt đầu là anh bò theo các trường tư rồi bắt đầu anh thang. Ừ. Bây giờ thấy rồi đấy. Dạ, thấy rất rõ rồi. Mà bây giờ thí dụ như hồi nãy dường như anh nói, hay là anh Tùng đó, bây giờ anh thấy là các trường đại học mà tư đó, bây giờ người ta phát triển thành nguyên một cái hệ thống, chứ nó không có trường nữa. Thí dụ như anh nói cái trường là cái tập đoàn Nguyễn Hoàng, nhưng người ta đầu tư luôn là tới mức độ là giảng dạy là tới cái mẫu giáo luôn. Mà tôi nói không có trường công nào mà dám mà làm một cái mà xây dựng thành một cái hệ thống cái trường này. Tôi nói riêng cái tập đoàn Nguyễn Hoàng nó chỉ cần cái trường nào là nhá ra cái là anh hốt liền thôi. Còn ông chỗ trường Tùng, tôi nói cái mô hình của trường Tùng á là một cái mô hình mà điển hình nhưng mà không thể nhân rộng. Bởi vì không thể nào mà cái tiềm lực nào mà một cái trường đại học nào mà đầu tư như cái trường FPT được. Sở dĩ được như vậy là bởi vì có công ty mẹ rất lớn. Khi người ta đầu tư đó, người ta có thể người ta tính là 10 năm, 20 năm, 50 năm sau là mới lấy vốn lại. Thì nó khác. Còn nếu mà một trường đại học đơn thuần mà không ai dám đầu tư vậy cả. Nên là tôi nghĩ rằng nếu như mà chính phủ mà không có cái nhìn xa mà làm theo cái kiểu như anh Tam nói là thấy đầu tư rồi. Và phá hủy toàn bộ cái hệ thống trường công lập mà đã được xây dựng từ trước bây giờ. Nhờ thêm một ý nữa tôi nói,
bản thân tôi là làm việc gần 40 năm trong trường công. Bây giờ đứng về mặt công bằng chúng ta nói rằng cái cơ sở vật chất anh Bình biết trường đại học thơ, anh Bình đã là gần mười mấy năm làm việc cho trường đại học thơ, biết là những nhà cửa trong này nói trường đại học thơ là toàn bộ là tiền của nhân dân. Bây giờ tự nhiên anh gọi là tự chủ, có nghĩa là anh thu tiền, anh lấy cái tiền của nhân dân đầu tư rồi anh cuối cùng thu tiền nhân dân. Nó khác với cái trường tư người ta bỏ tiền ra, người ta thu học phí đó là hợp lý. Còn cái trường công trường trước tới giờ người ta lấy tiền của nhân dân, bây giờ anh thanh toán toàn bộ thì anh xem về mặt đạo lý đó nhân dân không? Tôi không có đồng ý cái kiểu vậy. Và đồng thời nên nhớ, nếu như đứng về mặt vai trò của chính quyền ở đây, chúng ta thấy nhà nước là đại diện cho toàn bộ nhân dân, là sử dụng tất cả những resort để tạo thành cái nguồn lực cho đất nước. Thí dụ thu thuế nè, bán tài nguyên thiên nhiên nè, phải không? Bán dầu hỏa nè, tất cả những thứ rồi đóng thuế rồi, thì cái tiền đó để làm gì? Tôi nên tối thiểu phải làm 3 chuyện, 4 chuyện. Chuyện thứ nhất là đầu tư cái cơ sở hạ tầng để phục vụ công cộng, phục vụ cho nhân dân. Cái thứ hai là đầu tư cho giáo dục. Cái thứ ba là đầu tư cho y tế. Cái thứ tư là đầu tư an ninh xã hội. Nhưng bây giờ dần dần chúng ta nhìn thấy hiện nay nhà nước chúng ta làm cái gì? An ninh xã hội đó bây giờ là khuyến khích cho cái đội săn cướp, mà cái tay là không có nghiệp vụ gì hết. Bây giờ ăn cướp mình hăng máu nhảy vô ôm nó đâm chết sao, phải không? Cái thứ hai y tế, bây giờ toàn bộ tập trung vào bảo hiểm xã hội, cũng bắt đầu tự chủ ở trường các trung tâm y tế. Rồi giao thông thì BOT, rồi bây giờ đại học trở thành tự chủ, thì cái tiền của nhà nước dùng để làm gì? Nên chúng ta cũng phải thấy cho nó rõ, thành ra là không thể gọi là tự chủ đại học cách máy móc. Nhưng mà ở đây chúng ta nói ở góc độ trường công và trường tư, thì bản thân tôi trường công rất lâu, tôi nói với cái xu thế hiện nay, nếu chúng ta nhìn ở góc độ nội bộ là trường tư, dĩ nhiên là tôi trước đây tôi cũng trường công, mà tôi nói theo kiểu trường tư người ta nói tôi phản bội, phải không? Nhưng thực ra đây không có gì, nó sòng phẳng trên quan điểm mình nhìn nhận thôi. Thì rõ ràng là hiện nay cái sự phát triển của trường tư rất lớn, bởi vì tiềm năng về tài chính rất lớn, và đồng thời cái flexible. Khi mà anh thí dụ như tôi, thí dụ trường hợp anh, không biết anh có nằm trong hợp đồng quản trị không, với tôi làm thuê, chứ không phải nằm, không có dính gì trong hợp đồng quản trị cả. Nhưng mà chỉ cần một tiếng nói của tôi thôi là hợp đồng quản trị thấy là có lý là họ chi liền, chứ hỏi cần phải dự trù kinh phí gì hết trơn. Thì nói cái chuyện nhỏ xíu thì anh sẽ thấy là mức độ phát triển như thế nào rồi. Tại sao không vui vậy, nói gì kể ta, mình làm sao phát triển cho được. Anh sẽ đáp. Chẳng ra thì tôi nói thêm với anh Nam chút xíu. Anh Nam ơi, chắc anh còn nhớ tôi phải không? Anh em mình trong cái trí tuệ Việt Nam phải không? Xin lỗi anh mới vô, tôi đi với nó thêm tí xíu rồi. Hiện nay đó, thì tôi không dùng Facebook mà tôi dùng Workplace. Cái Workplace nó hay cái là nó thuộc về gần giống như là nó Internet nhưng mà nó nội bộ. Nó thành ra chỉ có những người mà sử dụng cái email mà đúng cái domain của mình thì mới vào đó được. Thành ra tôi không phải lo lắng gì về chính chủ cả. Thành ra riêng cái trường Đại học Hùng Vương tôi thì mặc dù tôi ở dưới Cần Thơ nhưng tôi lên làm mướn ở Sài Gòn. Thành ra tôi đi lên xuống này, thành ra tôi phải xây dựng nguyên một hệ thống điều hành. Thành ra thậm chí tôi đi xe đò, tôi lên, tôi nằm ở trên xe đò tôi vẫn điều hành công việc ở trường được bằng cái Workplace. Thành ra toàn bộ là ngay cả ở trong, tôi ngồi trên văn phòng của tôi ở Sài Gòn, tôi cũng không gặp mặt nhân viên nữa, mà tôi cũng vẫn điều hành chỉ đạo bằng Workplace thôi. Khi nào cần phải trao đổi thảo luận tương tác với nhau thì tôi mới mời người ta đến văn phòng tôi để họp, còn hoặc là cần trao đổi nhiều người thì tôi sẽ tổ chức buổi họp. Nhưng mà cái buổi họp của tôi đó là tôi theo ước không bao giờ kéo dài quá một tiếng đồng hồ. Tôi nói thẳng luôn, buổi họp tôi điều hành nếu như quá tiếng mà quá một tiếng đồng hồ thì quý vị có quyền đi ra về. Mà sở dĩ mà tôi làm được vậy á là tại vì những ý tưởng mà cần phải trao đổi là tôi đã đưa lên một lên rồi. Rồi ai có ý kiến gì trao đổi là đã gom góp trao đổi rồi. Thành ra là cái bữa gặp mặt là giống như chào hỏi, uống nước chào hỏi rồi.
Thành ra tôi nghĩ cái quật lê rất là hay. Xin cảm ơn. Dạ, thấy dạ, các thầy có ý kiến hay quá, cho nên là tôi nghĩ là càng về sau cái hội thảo của chúng ta sẽ rất là hữu ích. Báo cáo với thầy cô là sáng nay chúng ta cũng có một cái hội thảo chuyên đề của câu lạc bộ các trường có dạy về du lịch, có rất nhiều ý tưởng hay, và tại chỗ đó cũng có ý tưởng là cái hợp tác luôn. Rồi là có một cái ý rằng là cái câu lạc bộ về cái ngành du lịch đó, nó rất là chuyên ngành rồi, cho nên có thể đó cái nghị trường sau đó là sẽ đề xuất xây dựng cái chương trình về du lịch tổng thể từ nghề cho đến trung cấp, cho đến cao đẳng, cho đến đại học, thành ra là một cái đề tài khoa học cấp quốc gia cho các bộ, chứ hiện giờ là Bộ Lao động, Bộ Giáo dục và Tổng cục Nghề không có ngồi được. Thì tôi nghĩ rằng cái câu lạc bộ của trường chúng ta cũng kỳ vọng những vấn đề lớn trong 5 năm, 10 năm tới. Bởi vì chúng ta không kỳ vọng thì không có ai làm cho chúng ta. Và đó là những cái việc chúng ta gợi ra hôm nay, chắc chắn rằng tương lai nó sẽ đến. Ví dụ như là trường số, ví dụ như là quản trị đại học. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta bỏ ra cái buổi hôm nay, rồi chúng ta sẽ bỏ ra thời gian trong những buổi tới, rất mong rằng là chúng ta dần đi vào những cái đề tài cụ thể, và cái trường nào hợp tác được vấn đề đó thì có thể tối nay chúng ta bàn tiếp, sáng mai chúng ta ở lại, chứ không có thì là tôi thật sự là ngưỡng mộ trường FPT cũng như là trường Đại học Đồng Nai. Thầy Phan Ngọc Sơn là đi hoài đây để tìm con đường cứu nước, cứu trường. Và thực ra chúng tôi cũng đã lập một group đặt tên là Five Star University. Trong năm trường chúng tôi cũng đã gặp nhau rồi, cũng đã hứa hẹn nhiều chương trình. Ví dụ chương trình đầu tiên là chương trình hợp tác về đội ngũ. Ở hai trường công thì đội ngũ thầy cô rất giỏi, và trường chúng ta đó thì chừng mực nào đó vẫn rất là tiết kiệm, vẫn rất là khiêm tốn, cho nên là các thầy cô ở trường công á sẽ mở các cái khóa e-learning, và thầy cô nào dạy hay thì đó là cái giáo trình của mình, cộng với lại cái MOOC đó để trở thành một cái bài giảng e-learning mà năm trường cùng sử dụng. Thì là thầy Sang bắt đầu câu chuyện đó rất là thú vị. Thì tôi nghĩ rằng là mỗi trường chúng ta đều có cái thế mạnh. Chúng ta chấp nhận là cạnh tranh nhưng mà không đối kháng, chứ không thể nào là không cạnh tranh được. Nhưng mà chúng ta không cùng nhau đó hợp lực một cái mảng nào đó. Ở mỗi trường mạnh thì mãi mãi chúng ta yếu miết. Riêng cái câu chuyện trường công tự chủ nó cũng là một cái mừng cho đất nước, nhưng mà cũng lại là một cái sự cạnh tranh rất lớn cho chúng ta. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ điều đầu tiên chúng tôi mong, bản thân tôi rất là mong đợi rằng là mỗi trường có một cái lợi thế, chúng ta cứ mạnh dạn gợi mở và chúng ta kết nối hợp tác sâu hơn trong những lần sau. Riêng tôi thì đã kết nối hợp tác một số cái chương trình về e-learning và thầy cô giảng dạy hay với cái trường Thị Sơn, và Thị Sơn là người mở đầu rồi. Thứ hai nữa, chúng tôi cũng kết nối xây dựng cái studio để đó là thầy giáo dạy ở trường Đồng Nai thì ở ngoài này vẫn học được, và ngược lại dạy ở Đại học Đông Á thì là các trường Đông Nhốt vẫn học được và học hỏi kinh nghiệm về quản trị lẫn nhau. Nhân đây thì tôi thấy cái trường của thầy Sơn FPT có cái chương trình rất hay, sẽ đăng ký một số môn học trước thầy Sơn ha, thầy Nam ha, và sẽ ký kết luôn. Đồng thời qua đây cũng xin hỏi các thầy cô một chút, để mà một cái trường đại học nó trở thành chuyên nghiệp đó, thì chúng tôi hiện nay đang gặp một cái trở ngại là về cái phần mềm quản trị. Phần mềm quản trị 10 năm nay đó là chạy tốt rồi, nhưng bây giờ mở ra một cái hướng mới và tích hợp nhiều hơn, cho nên muốn thay đổi cái phần mềm, thì đó là mong rằng thầy cô có cái kinh nghiệm chỗ này, hoặc là có cái nơi nào hoặc có phần mềm tốt, đa diện và tương lai một chút, thì có thể giới thiệu. Và nếu như mà trong nước không có thì
chúng ta cũng có thể cùng nhau mua một cái phần mềm ở một cái trường nước ngoài chẳng hạn. Thì từng cái vấn đề một chúng ta có thể thảo luận để đó là chúng ta có cái hữu ích hơn trong cái mỗi lần hội thảo. Xin cảm ơn thầy cô. Yeah. Kính thưa hội nghị cho em xin phát biểu. Kính thưa thầy cô, tôi đến từ Đại học Bình Dương. Trước hết thì cảm ơn trường Đại học Đông Á đã tổ chức cho chúng tôi có dịp gặp để tiếp thu cũng như chia sẻ những kinh nghiệm. Và hôm nay tôi thấy Đà Nẵng mặc dù là áp thấp nhiệt đới nhưng mà trong đây rất là ấm cúng, rất là thân thiện. Cũng rất cảm ơn hai cái keynote speaker rất là hay chia sẻ kinh nghiệm. Tôi rất tâm đắc với cái quan điểm của Đại học FPT, đó là đại học về mở trong giáo dục, mở cho mọi người được quyền hưởng thụ các cái thành quả trong giáo dục và có trách nhiệm đóng góp. Và các tôi thấy triết lý này nó rất giống với triết lý của trường chúng tôi mà giáo sư Phường từ đại học mở cách đây đã làm rất là lâu. Tuy nhiên về vấn đề về cái những cái vấn đề lịch sử nên trường chúng tôi chưa tiếp tục được. Và hôm nay tôi thấy cái trình bày của đại học FPT thì chúng tôi cảm thấy rất là tâm đắc và cũng báo với thầy Tùng với chỗ thầy Nam là khoa công nghệ thông tin chúng tôi đã đạt một số môn gắn với Phoenix của các thầy, chúng tôi đã nghiên cứu lâu rồi và chắc là sẽ có sự gắn kết cũng giống như chỗ cô Đào ở đây sẽ gắn kết. Và tôi nghĩ rằng là đây là một trong những bước đầu tiên và rất là may mắn là tôi thấy là khi mà có sự quyết định của lãnh đạo của hiệp hội giao cho thầy Tùng làm chủ nhiệm cái câu lạc bộ này thì tôi thấy những tín hiệu rất tích cực, đó là sự tham gia tích cực và chia sẻ những kinh nghiệm. Và tôi thấy trường FPT với cái khả năng năng lực của mình giống như một trường đang đưa những cái xu thế, những tư tưởng mới của thế giới mà cách đây cũng 30-40 năm rồi trở thành hiện thực của Việt Nam. Bởi vì những tư tưởng này đã có rất lâu nhưng mà hiện thực Việt Nam thì các thầy đã làm được từng bước và có nền tảng và gắn kết một cái cộng đồng học tập và chia sẻ cái triết lý trách nhiệm đến người học. Thì tôi nghĩ với những cái bước đi như vậy tôi nghĩ rất là tốt. Hiện nay chúng ta mới dừng lại là ở những cái course online về công nghệ thông tin. Thì tôi nghĩ là các trường trong đó Đại học Đông Á và Đại học chúng tôi sẽ tham gia các thầy một số môn mà như chỗ thầy Nam mà chúng tôi đã có kế hoạch rồi. Tiến đến nữa thì tôi đề nghị cho thầy Tùng nếu được thì chúng ta bắt đầu từng bước bàn thảo thêm những cái chương trình chẳng hạn như du lịch hay là những cái ngành về quản trị để chúng ta đưa luôn trên cộng đồng mạng này để cùng chia sẻ với nhau. Và tôi rất tâm đắc với câu nói của cô Đào là chúng ta cạnh tranh để phát triển chứ không phải cạnh tranh để tiêu diệt. Và tôi nghĩ chắc là chủ tịch của câu lạc bộ, chủ nhiệm câu lạc bộ Tùng cũng cố gắng để làm sao giữ gìn sức khỏe và tiếp tục đưa ra những ý tưởng mới cho chúng tôi. Xin chúc cho hội nghị thành công. Xin cảm ơn. Dạ, xin tiếp tục chương trình, xin kính mời quý thầy cô có phát biểu ý kiến ạ. Nha, cảm ơn ý kiến của thầy vừa rồi rất là hay, rất là hữu ích. Xin mời tất cả các thầy cô thầy Hiếu ha, cảm ơn thầy Hiếu. Xin mời các thầy cô là những người nhà giáo dục xuất sắc, nhà bóng tỉnh xuất sắc. Dạ, xin mời thầy. Dạ, tôi xin phát biểu nhưng mà xin lỗi chị Đào. Tôi là một phát biểu của người tham gia hội thảo chứ không phải nhà quản trị xuất sắc, không phải nhà giáo dục xuất sắc. Cũng là thật ra hôm nay họp cuộc họp này thì tôi thấy là cái chủ đề hội thảo của chúng ta và cái báo cáo chuyên đề của ứng cử viên ấy, là tôi thấy là rất tốt và rất sát sườn với tình hình để chúng ta phát triển chuyên gia giáo dục của chúng ta. Việc đào tạo online rồi đào tạo như FPT rồi này nó thì nó cũng đã thay ngán từ lâu. Thế nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm được. Và tới bây giờ theo như chỗ anh Tùng và anh Nam là mình vẫn đang làm thí điểm. Và tôi nhớ mãi cái câu của anh Nam là nhờ thầy Nhị tổng hợp là cái này và có ý kiến đối với Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì cái đó nó thể hiện lên rằng cái chính sách và các cái quản trị giáo dục của Bộ Giáo dục Đào tạo không theo kịp với tình hình phát triển chung của giáo dục chúng ta. Nhưng một điều mà tôi muốn phát biểu hôm nay tức là ta tốt đó rồi và ta phát ta làm cái này
thì tôi nghĩ là luật giáo dục đại học kỳ này đã mở ra, tức là ứng dụng công nghệ trong giáo dục. Trong đó có một cái điều về đào tạo, tôi đọc rất kỹ có cái chữ đó, cho nên tôi rất là phấn khởi và tôi rất là vui và nghĩ rằng chúng ta làm, nếu Bộ Giáo dục Đào tạo chưa có những cái hoạch định nó rõ thì chúng ta phải tự làm, vì luật đã không có và luật đã động viên như thế này. Cho nên là tôi xin trao đổi với anh biết về một cái tình cảm của tôi đối với cái việc mà mình chuẩn bị cái xin nhận. Dạ, xin cảm ơn thầy Mùi, ý kiến rất quá xuất sắc rồi, thầy khiêm tốt. Dạ, xin cảm ơn thầy, xin mời thầy. Dạ, xin giới thiệu, em tên Lâm, hiệu trưởng trường Cao đẳng Tư thục Sài Gòn. Được tham gia diễn đàn hôm nay cũng rất là hạnh phúc, là trong cơn mưa bão tới trường Cô Đào lại xa, đường tắt đường các thứ, tới các thầy đi được hai mấy cái trường nhưng mà rất giá trị. Bản thân trường em được thủ tướng cho cái chủ trương, thì như nãy thì có thầy nói đó, bây giờ là đang là phôi thai, đợi đến lúc giấy lấy giấy khai sinh ấy, mới ngưỡng mộ anh Phan Ngọc Sơn. Nãy mới nhắc là 6-7 năm ảnh coi như là lấy cái hộ khẩu Hà Nội mới xong được cái đại học đó, thì bên trường cũng đang phôi thai. Hôm nay là dịp rất là lớn để mà được tiếp cận các thầy cô để mà học hỏi kinh nghiệm để xây dựng cái đại học cho nó gọi là ngon lành tí. Cảm ơn cô Đào, cô nhắc vô trọng tâm chính là mình, chủ đề hôm nay là mình đưa cái công nghệ vào trường học. Mà đối với trường học thì rất nhiều mảng mà chủ tịch hội đồng quản trị mà nếu kiêm hiệu trưởng như cô Đào nữa thì đau khổ hàng ngày. Mà chắc chắn là cô Đào mà đêm nào cũng ngủ ngon thì chắc chắn là không làm chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, mà chỉ có góp vốn thì mới ngủ ngon được. Còn lại thì đau khổ lắm. Tôi nói ví dụ như trong tuyển sinh bây giờ cũng phải có phần mềm, cái công nghệ vào tuyển sinh, công nghệ vào quản lý đào tạo, công nghệ vào quản trị nhân sự, tức là rất nhiều cái công nghệ, rất nhiều cái ứng dụng đó. Thì tôi nhớ nhầm là cách đây cũng phải độ chắc phải hơn 20 năm, mười mấy 20 năm thì đại học mở Bắc Công, rồi sau này có viện đại học mở Hà Nội, có sau này chương trình có Vika, rồi đại học Bình Dương cũng làm cái đại học mà từ xa trước đây đó. Hồi đó nghe lạ lẫm nhưng mà nó là một cái bước gần như là mở đầu cho cái e-learning nó hay lắm. Rồi nhiều cái ứng dụng khác của công nghệ vào trường nó dần dần. Nhưng mà đến giờ phút này thì muốn tiếp cái lời của cô Đào rằng là muốn trường nào mạnh á. Tại cũng đề nghị các thầy trong nước mình là trường tư nào mà mạnh, hoặc là trường công có một cái phần mềm nào quản trị nhân sự hay, kiểu như của nhà nước mình nhưng mà phải linh động hơn của nhà nước. Rồi tuyển sinh hay, hoặc là quản lý đào tạo hay. Chứ riêng bản thân trường tôi thì cũng có mua một cái phần mềm, mà báo cáo thầy rằng là mỗi lần mà có sự cố gì phải đi lạy cái ông bán đó. Chứ không phải dễ gì mà ông tới, ông nói là ông update, ông cập nhật rồi ông viết cho mình đâu. Mà rất sợ ông đó bệnh. Cái phần mềm nó bệnh là mình lo một, nhưng mà cái ông đó bệnh nên lo thứ hai. Cho hồi nãy anh Sơn cũng nói câu rất hay là làm sao mình quản trị công nghệ, có con người sao mà cái anh đó, anh có đi Mỹ anh chơi 15 ngày thì trong vòng 15-20 phút một người khác tiếp quản để cái hệ thống trường mình nó vẫn sống sót, chứ không phải phụ thuộc vào sức khỏe của một ông hoặc là một anh bán phần mềm. Mà mỗi lần mà nó hết cái thời hạn đó là mình phải cập nhật lên, là vừa tốn kém, đương nhiên là phải đầu tư, nhưng mà cái lo lắng đó nó đặt lên vai của chủ tịch hội đồng trị với hiệu trưởng rất là nhiều. Báo cáo thầy cô là thêm nữa rằng là các cái công nghệ mà vừa rồi bên đại học sư phạm kỹ thuật chỗ anh Dũng có cái gọi là cái đại học online cũng rất là hay, nhưng mà không dễ để mà đưa vào trường đại học mình đâu. Hồi nãy Nam mà được 4.000 lượt đi học cái này là mới làm như vậy là quá thành công rồi đấy.
tại sao cái trang bị nền tảng để anh học online không dễ? Thường thường là dành cho những anh đã học vai xong vai mạnh nhất hoặc ít nhất cũng cao đẳng rồi thì anh tiếp cận cái này rất là dễ, còn không cũng khó. Nhưng mà nếu mà được xong cái đại học thì cũng sẽ xin phép anh Nam, anh Tùng cho phép được tiếp cận cái đó để mà triển khai. Nó tăng cái cơ hội học cho chính sinh viên đang học tại trường. Ví dụ đang học song song bằng 1 thì có thể online bằng 2. Đó là cách mà mình triển khai nó rất là hay. Thì chắc là những cái lần sau, nhưng mà phải trên nền tảng này chứ không phải một cái chủ đề để gặp nhau để trao đổi rồi xong mỗi người phát biểu bài ý hay rồi sau đó nó trôi. Nhưng mà cố gắng anh Tùng chủ nhiệm câu lạc bộ rằng là đưa một số sản phẩm mà anh em nào trong cái câu lạc bộ mình á có khả năng thương mại hóa đó. Ví dụ như thầy Sơn nói là chừng tôi có phần mềm này, bây giờ tôi chuyển giao lại, tôi mới mua là 200.000 đô của Mỹ bản quyền, bây giờ anh Lâm muốn xài anh chia lại cho tôi chia lại anh 30% hay 70% anh xài, thì cái đó là trong câu lạc bộ mình sẽ tiếp cận dần dần cái công nghệ vào. Hiện nay tôi biết là một số trường thì có cái đưa cái ứng dụng công nghệ cái mạng xã hội vào cái tuyển sinh đó. Tại vì tuyển sinh Facebook bây giờ là không rẻ đâu. Nếu mà trường nào mà tuyển sinh được, ví dụ năm nay tuyển sinh được 2.000 sinh viên thì theo tôi nhẩm bỏ không dưới 5 tỷ đồng. Đó là đại học đó. Nếu mà chạy bằng Facebook. Cho nên rằng là nếu có một ứng dụng công nghệ nào mà đang làm hay, tại sao mỗi trường nó có phân khúc khác, có địa bàn khác. Ví dụ như tôi tuyển ở Sài Gòn thì chắc chắn không đụng cái nồi cơm nồi cháo của chị Đào được ha. Ví dụ thế thì mình chia sẻ được cái phần mềm đó thì anh Tùng bên trường mình, một số trường có thế mạnh về công nghệ thông tin đó, thì cố gắng làm sao để giúp cho anh em câu lạc bộ mình cố gắng mình cạnh tranh trên cái địa bàn hoặc là trên một vài thế mạnh riêng đặc thù thôi, có thể là học phí, có thể là màu cờ sắc áo gì đấy chứ không phải là mình đối kháng. Nên là em xin phép cảm ơn thầy Vương. Thầy Việt thì nói khiêm tốn thôi chứ thầy Việt thì có rất nhiều trường cao đẳng. Thầy Long, xin lỗi thầy Long, thầy có cái trường cao đẳng Đại Việt ở đây. Thầy có nhiều chương trình lắm. Xin cảm ơn thầy. Xin mời thầy cô mình ạ. Đem micro đến thầy. Mời thầy. Thầy có một cái trường ở Đất Thần Kinh. Các thầy, chúng ta thấy là cái áp dụng công nghệ thì thầy Lâm nói thì chắc là có thể chia sẻ được với thầy Lâm được, tại vì là bên trường thì có đang phát triển mấy cái phần mềm về quản lý trường học, nhưng mà cái đó thì nó cũng là một cái đơn giản thôi, nó không có gì phức tạp khó khăn cả. Nhưng mà cái chủ đề ngày hôm nay thì rất cảm ơn thầy Sơn, hôm nào phải cho phép vào thăm trường thầy Sơn, tại vì là thầy Sơn là trường mà phải nói rằng là áp dụng một cái là gắn cái doanh nghiệp vào với cả trường đại học. Thì bên phía trường đại học Phú Xuân thì hiện tại cũng đang triển khai một cái chương trình gắn doanh nghiệp, không chỉ riêng với cả đại học với doanh nghiệp, không chỉ riêng với đại học với doanh nghiệp, mà còn gắn trường đại học với doanh nghiệp và với chiến lược phát triển về nguồn nhân lực của tỉnh. Thì chúng tôi cũng đã triển khai được một số phần liên quan đến chuyện là đào tạo nguồn nhân lực theo đơn đặt hàng của tỉnh và của các doanh nghiệp, và xây dựng một cái mong muốn mới, một cái hướng chiến lược mới gọi là Huế Technopolis, tức là trong một cái khuôn viên của một trường đại học hay một khuôn viên chung, chúng ta có cả doanh nghiệp, chúng ta có cả trường đại học, và chúng ta có cả một không gian sáng tạo. Thì hôm nào cũng rất mong muốn là mời các thầy cô có thể qua triển khai. Cái này thì là cũng là học hỏi các nước trên thế giới thôi. Thì trong một lần đi trước đây đi với thầy Tùng Thái Nam đấy, là đến Israel, thì chúng tôi rất là bất ngờ khi mà thấy các trường đại học nói chuyện với cả bên đó, thì các ví dụ như trường đại học Technion là cái trường đại học về công nghệ lớn nhất ở Israel. Thì trong khuôn viên của trường đại học Technion nó có luôn cả công ty Microsoft, nó có luôn công ty Google, nó có luôn công ty Intel. Chúng tôi cũng đến trường đại học Noisop của
Trung Quốc thì nó có luôn cả công ty ở trong đó. Và tôi thấy rằng là đây là một cái mô hình mà khi mà triển khai được ấy, thì nó giải quyết được luôn toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc làm, liên quan đến xây dựng hệ sinh thái và liên quan đến sự phát triển của trường. Và tôi cũng được đến chỗ trường Thầy Lợi với cả thầy Luận. Trường mà sắp tới đây chúng ta sẽ tổ chức ở đó, ở cao đẳng, mặc dù là cao đẳng thôi, nhưng mà các thầy có đến 14.000 sinh viên. Tôi thấy rất là khâm phục. Và cũng đúng một cái mô hình như vậy. Và tôi rất mong muốn rằng là có thể trong một cái hội thảo tới đây của khối trường ngoài công lập, chúng ta sẽ bàn về cái chuyện là hợp tác doanh nghiệp, mà có thể chia sẻ được cái hợp tác doanh nghiệp giữa các hợp tác doanh nghiệp với các trường đại học, và mở rộng hơn nữa, tôi rất mong muốn là làm sao mà cũng có thể chia sẻ được các giữa các trường đại học với nhau, để chúng ta làm cái khối các trường ngoài công lập. Bây giờ nói thế thôi, chúng ta ngồi đây khá là đông, nhưng mà tính về tạm gọi là thị phần trong nhanh nhanh chúng ta mới được có trên 13% một chút, thì chúng ta vẫn còn rất là nhỏ và nó cũng cần để phát triển thêm trong thời gian tới. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn thầy Minh. Thầy Minh là hiệu trưởng trường Đại học Phú Xuân. Thầy Minh có một ý kiến rất hay là bây giờ các trường ngoài công lập chúng ta mới chỉ chiếm có 14,6%, chúng ta tăng lên. Trường Đại học Công á thì không nhất thiết là phải dạy nhiều. Đại học Công á là dạy những gì, làm những gì, tổ chức những ngành nào mà tư không làm được. Và ngược lại đó thì cái gì mà công á làm á thì đại học tư không có làm. Và nhà nước á, khi nãy như thầy nói đó, nhà nước phải bỏ tiền thuế của dân vào đầu tư cái gì mà tư, đại học tư không làm được. Và bây giờ chúng ta phải có nhiệm vụ nói chuyện với chính phủ đó, làm thế nào cái vấn đề này nó không chồng lấn lên nhau, để nó không có làm mất đi cái cơ hội, cái lợi thế giữa công tư ở quốc gia chúng ta và đất nước, nó sẽ tiết kiệm được nhiều cái ngân sách hơn. Chứ bây giờ những ngành mà trường tư làm được, những ngành mà trường tư làm sẽ tốt hơn rất nhiều, thì trường công cũng mở và cạnh tranh. Mà bọn đó là bằng tiền của trường tư cũng đóng góp và nhân dân đóng góp, thì thấy là nó lãng phí một cái nguồn tài nguyên quốc gia. Mà cạnh tranh lẫn nhau trong nước lẽ ra và cạnh tranh với các trường nước ngoài. Tôi nghĩ rằng là cái chỗ này mình làm thế nào để nâng cái tỷ lệ 14,6% này lên là cái điều mà nó cũng là một lý do mà cái cộng đồng chúng ta tổ chức cái cuộc họp trong buổi sáng hôm nay. Xin cảm ơn thầy Minh rất nhiều. Bây giờ xin mời thầy ở Đại học Công nghệ Sài Gòn. Tôi là thầy Thi ở Đại học Công nghệ Sài Gòn. Thứ nhất là tôi cảm ơn những cái ý tưởng FUNIC này. Cách đây 3-4 năm tôi cũng nhớ, cũng do hiệp hội mình cũng có giới thiệu về cái ý tưởng, thì tới hôm nay là chúng ta đã bắt đầu cũng có người học rồi. Thì như vậy là theo thời gian nó phát triển. Ngay cái khái niệm như mentor cách đây 3-4 năm thì tôi thấy cái đó là như vậy. Chúng ta có bước khởi đầu và chúng ta bây giờ đã bắt đầu có những bước đi, thì tôi nghĩ theo thời gian thì cái này cũng phát triển. Cái mà tôi quan tâm đó là như vậy, hôm nay cái chủ đề hội thảo là ứng dụng cái công nghệ trong việc giảng dạy ở đại học và cao đẳng ấy, thì mục tiêu của vấn đề giáo dục đại học và cao đẳng hay mục tiêu giáo dục nói chung á, nó không đơn thuần là trang bị kiến thức, kỹ năng. Và qua cái ứng dụng công nghệ thông tin này thì tôi thấy rằng cái mạnh của nó là sẽ về mặt trang bị kiến thức và kỹ năng cũng như kinh nghiệm, trải nghiệm sẽ được nhiều hơn qua những bài báo cáo vừa rồi. Cái mà tôi quan tâm á, tại mục tiêu của giáo dục là phát triển toàn diện, thì cái này cũng mong rằng các trường mà đã đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin này thì để phát triển toàn diện là ngoài những cái yếu tố kiến thức kỹ năng á, thì nó còn vấn đề tâm hồn của cái người học, rồi tinh thần của người học, rồi cái sự phụng sự xã hội của người học, những cái yếu tố như vậy á, thì nếu mà chúng ta cứ đi tập trung vô cái phát triển cái này á, thì tới một lúc chúng ta sẽ không cần cái không gian trường học nữa. Như vậy về một mặt nào đó, bây giờ những nước phát triển đã có những cái con người là không cần tiếp xúc xã hội, chứ cả trong cái phòng mười mấy năm giao tiếp qua không gian ảo thôi. Thì tôi nghĩ đứng về mặt giáo dục á, thì cái này nếu các trường nào đã triển khai rồi, ví dụ như những cái hoạt động
ngoại khóa, những cái hoạt động thể dục thể thao, những hoạt động phục sự xã hội ấy, thì trong cái việc ứng dụng công nghệ này thì chúng ta làm sao để chúng ta phát triển được những cái vấn đề tâm hồn của người học á. Trong cái bối cảnh này thì tụi tôi cũng rất là muốn quan tâm cái kinh nghiệm chia sẻ cái chuyện này. Chứ còn không á thì nếu mà chúng ta ứng dụng công nghệ một cách quá nhiều á thì cái vấn đề giao tiếp xã hội trực tiếp giữa con người với con người á thì tôi nghĩ nó sẽ bị hạn chế. Thì cái này nếu trường nào mà đã làm và có làm tốt cái song hành hai cái yếu tố này thì cũng rất là muốn được chia sẻ trong hội thảo này. Thì đó là một cái tôi cũng tâm đắc cái ý kiến của thầy C á. Thì nhìn chung á là nhà nước chỉ đầu tư những cái gì, không chỉ trong giáo dục, nhà nước chỉ đầu tư là làm những cái gì mà cái khu vực tư nhân họ không làm, và hoặc là nhà nước chỉ đầu tư những cái mà mang tính dẫn đầu để cho toàn xã hội thì cái đó, còn những cái gì mà khu vực tư nhân làm được thì đến để cho khu vực tư nhân làm. Tôi cũng đã dựng một cái bài báo cáo của thầy Tùng á, tôi rất thấy thầy cho tới giờ này sau 10 năm cái tỷ lệ sinh viên học đại tư cũng khoảng 13-14% thôi. Tại vì trường công á mà để cho họ tự chủ họ phải tăng chỉ tiêu thôi. Trong khi ngân sách giáo dục bữa Tùng trình bày đó, ngân sách giáo dục thì đã cực gần 20% là lớn của đất nước, mà số chỉ tiêu mà tăng lên thì có nghĩa là đầu tư cho một đầu sinh viên công nó sẽ giảm xuống. Như vậy đó thì cái này là giống như ý kiến thầy Mùi đó, tức là đứng về mặt chính sách thì nhà nước phải có những cái định hướng. Cái đó là cái mà tôi cũng muốn chia sẻ và tôi học được từ cái hội thảo này. Xin cảm ơn. Công tác xã hội thì là một trong mục tiêu của MUDIC mà người thì mấy cuối cùng kia là xây dựng cộng đồng, thì là cái quan điểm của tôi là cho các em tham gia vào dự án rất là sớm. Nhưng mà thì chúng tôi cách đây 2 năm thì có một cái dự án mà bây giờ thực ra là cũng đã xong rồi, thì cũng chia sẻ là thực ra trong cộng đồng giữa sinh viên và mentor nó không có phân biệt là thì tôi mới đưa ra một đầu bài, tức là hồi đấy thì có một đầu bài là hoạt động xã hội. Bây giờ chúng ta cứ mỗi khi tụt lũ lụt ý thì là chúng ta cùng đun kéo nhau đi cứu trợ, và nó xảy ra tình trạng là ở cái chỗ cứu trợ thì tắc đường, bởi vì đông không biết cứu trợ quá mà toàn cứu trợ một chỗ thôi, cái chỗ khác thì lại không có. Thì chúng tôi đi cái ý tưởng đầu tiên đấy rồi, ông Phan Anh ông mới đưa ra trên mạng, thì chúng tôi mới đưa lên cái mạng đấy, và bây giờ chúng ta lập cái bản đồ, đây gọi là bản đồ cứu trợ, tôi đặt tên là bản đồ bì tôm. Tức là ông nào cần cứu trợ thì nhắn tin. Này cái đầu bài như thế, tôi ví dụ nhà tôi đang bị này cần một cái package là bao nhiêu người mì tôm, bao nhiêu miếng liền đấy, thì trên bản đồ sẽ hiện lên nhu cầu. Và các đoàn cứu trợ thì họ sẽ dựa trên cái đấy họ quyết định họ đi đâu. Tức là mình giúp cho họ một cái tool để họ plan cái công việc cứu trợ cho nó hiệu quả. Tức là cái chỗ người ta đến rồi thì đừng đến nữa. Thì kịch bày làm độ gần 5 rưỡi, tức là bên một nhóm mentor thì các bạn tự nhận thôi, cái này cũng volunteer chẳng mất tiền nong, thì các bạn ấy tự nhận làm, trong bạn sinh viên thì làm test các loại. Thì cách đây độ đầu năm vừa rồi thì tôi mới trình bày ở trong một cái hội thảo, thì nó cũng không liên quan lắm, là hội thảo về du lịch. Thế là anh Đam, tức là thầy Đà Vũ Đức Đam ấy, thì bác ấy đang làm một cái gọi là hệ là gọi là AI trí thức, tức là một cái hệ gọi là thì bác ấy thích quá, đang bắt chuyển sang triển khai cho bên hội chữ thập đỏ. Thì bây giờ cách đây độ 2-3 tuần gì đấy thì đã đưa vào thành một cái phần thành phần của cái một cái hệ thống mở của chính phủ, nó gọi bản đồ nhân đạo. Sang bên đấy thì họ đổi tên, nó nghe nó hơi vậy, còn tôi là bản đồ mì gói, bây giờ gọi là bản đồ nhân đạo. Thực ra là không hiệu quả bằng, vì thực ra nhân đạo thì nó quá rộng. Nếu các bạn của tôi đã nghĩ là chỉ giải quyết một vấn đề thôi, là mỗi khi cứu trợ thì mì gói, mì gọi là nước ngọt, nước sạch, chỉ ai thứ thôi. Thế nhân đạo thì quá nhiều và mình không kiểm soát được. Nhưng mà vì chuyển sang hội chữ thập đỏ, thế nhưng các em mà mấy lại các sinh viên và mentor được tham gia thì các bạn ấy cảm giác thích lắm, các bạn ấy cảm giác là nó có ý nghĩa. Thì đóng góp được cái gì đó thì ý tưởng mà để các em đóng góp tốt nhất vì học công nghệ thông tin thì tôi nghĩ là cũng nên là làm các dự án, chứ không phải là công nghệ thông tin phải đi làm từ thiện thế xong rồi xây cầu xây kiếp, nó không có nghề. Chúng tôi là chúng ta học lập trình, chúng ta sẽ làm trách nhiệm xã hội bằng cái kỹ năng của ta. Thì
thì hiện tại là 3-4 cái dự án như vậy đang triển khai, nhưng mà cũng ai không đi được, bởi vì cái mô hình này thì là nó phải có lúc kia nó thích, nó không thích thì mình leo lên thì cũng không đi được. Thì cũng có kinh nghiệm để chia sẻ với người là cái làm cái đó là cũng được tương đối thành công, là cũng dự án cũng được sử dụng, nhưng rất tiếc là không giống như ban đầu. Yeah, xin cảm ơn phần thảo luận rất là hay của hai thầy. Xin mời thầy bên cạnh ạ. Mời thầy. Xin chào thầy. Dạ. Em xin chào thầy. Em xin chào thầy. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, Phó Tịch Hiệp hội. Kính thưa thầy Nguyễn Đình Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ. Thưa cô giáo, chủ tịch hiệu trưởng trường Đại học Đông Á, thưa tất cả các thầy cô em giới thiệu, tôi tên là Hà Quang Lợi, ở trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ. Thì báo cáo trường Phú Thọ có hai trường về ngành y, là một trường Cao đẳng Y tế là trường công lập, đấy là trường tôi, là trường Cao đẳng Y Dược là trường tư thục. Thì trường tôi là một cái trường mà có lẽ cũng là một trong những trường mà tư thục sớm nhất của cả nước, tức là đã thành lập từ năm 1990. Lúc đó là chúng tôi đã bắt đầu thành lập tư tưởng ngay từ lúc đó rồi, và hoạt động đến bây giờ là coi như là 30 năm nay hoạt động hoàn toàn tự chủ theo tư tưởng của mình. Thì báo cáo với các thầy cô là hôm nay cái buổi hội thảo nói về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, thì tôi thấy là đây là một cái buổi hội thảo rất là bổ ích, thậm chí rất là lý thú, và được nghe ý kiến của các thầy các cô phát biểu rất nhiều. Và trong đó có ý kiến như của thầy Sơn hay là của thầy Tùng, là thầy Nam, và số các thầy đã phát biểu trong hội nghị này, thì chúng tôi thấy là những cái điều mà chúng tôi thấy rất quý giá và rất là muốn để học hỏi. Thế còn riêng cái trong này có một cái mục mà nói thầy Tùng vừa nêu ra là bàn cho kỳ họp tới, thì chúng tôi là cái trường nằm trên quê hương đất tổ thì cũng rất mong muốn là mời tất cả các thầy các cô là và khoảng đầu tháng 3 âm lịch, tức là trước ngày hội đền Hùng, thì thường hay có những cái buổi dỗ tổ và sẽ tổ chức dân hương. Thì nhà trường tôi rất mong muốn là đón nhận được tất cả các thầy các cô đến dân hương tại đất tổ Vua Hùng, và đồng thời cũng thăm nhà trường. Thì chúng tôi xin giới thiệu trường của tôi là một cái trường, tôi nói hai cái ý, một là cái đầu vào của chúng tôi thì là một trường đầu vào, chúng tôi thường xuyên và trở thành cái hàng định là mỗi năm tuyển sinh khoảng trên 3.000. Quy mô toàn trường lúc nào cũng là 10.000, có lúc tầm 11.000 sinh viên. Và đầu ra thì xin báo cáo với tất cả quý vị là riêng trường tôi là sinh viên ra trường là hiện nay là không đủ sinh viên cho cái nhà tuyển dụng và các cơ quan trong cả nước đến để mà xin. Thế báo cáo là cái lượng mà nhu cầu rất lớn, thậm chí sinh viên đang học ở trường người ta đã đến xin rồi, và thậm chí sinh viên đang học trường cũng đã rất nhiều các cái cơ quan đã đến để xin để cho thực hành, cho thực tập. Và kể cả nước ngoài cũng hiện nay là đến đã nằm tại trường tôi để chờ sinh viên ra trường để lấy. Thì xin báo cáo là cái lực lượng điều dưỡng của chúng tôi là ra trường đến đâu hết đấy, dược đến đâu là hết đấy. Chúng tôi đào tạo 5 ngành, một là cái dược, cái hai điều dưỡng, ba là cái y, thứ tư là cái chẩn đoán hình ảnh, thứ năm là cái xét nghiệm y học, và 6 là hộ sinh. Thì tất cả các chuyên ngành đó là chúng tôi đào tạo là không đủ. Thì cũng rất mong muốn là nếu có sự hợp tác được thì các trường mà có thể tuyển dụng được thì chúng tôi cũng tiếp tục hợp tác cùng rất nhiều các trường đại học đến làm với chúng tôi. Thì xin báo cáo là hiện nay trong trường tôi thì về quy mô nó như thế, đầu vào như thế và đầu ra như thế. Thế thì trong trường hiện nay là chúng tôi có 9 cơ quan trực thuộc với nhà trường, có 3 doanh nghiệp nằm trong trường, công ty dược, hai công ty dược và một xí nghiệp dược, và một cái phòng khám đa khoa, một cái phòng chẩn trị y học cổ truyền, và một cái trường mầm non, và mấy cái trung tâm đào tạo về ngoại ngữ tin học, và cái trung tâm nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao công nghệ dược. Đấy là những cái đơn vị mà được nhà nước thành lập, có con dấu riêng, tài khoản riêng, nhưng mà trực thuộc nằm ở trường. Để xin báo cáo với tất cả các vị là chúng tôi rất mong muốn làm sao là sẽ có một cái buổi mà mời tất cả các thầy và cô đến để thấy là cái người thực là sinh viên ở trường tôi là rất sung sướng khi ra trường là được chọn ngành, chọn nghề. Chứ không phải là đến mời mà sinh viên đi làm việc ngay cho. Đấy, bởi vì sinh viên được chọn chứ không phải là ở đâu đến mời là sinh viên đi làm về đâu. Đấy. Thì xin báo cáo các thầy là riêng của chúng tôi như thế. Và hiện nay ở Nhật rất là khan hiếm. Ở đây họ sang tận nơi để họ xin.
riêng trường tôi là sinh viên đi Nhật để làm điều dưỡng là hoàn toàn miễn phí, không phải mất một xu nào cả. Và giáo viên Nhật sang tại trường để dạy văn hóa Nhật và dạy tiếng Nhật cũng miễn phí hoàn toàn cho sinh viên. Và thậm chí nó còn cấp học bổng cho sinh viên để học và khi ra trường là được đón sang Nhật để làm việc. Đấy, xin báo cáo các thầy cô là riêng cái đầu ra thì là sinh viên ở đó rất là yên tâm. Thế cho nên là hôm nay được tham dự cái buổi hội thảo này bàn vấn đề công nghệ thông tin thì chúng tôi thấy là các thầy đã phát biểu rất là chi lý và cũng rất là hay rồi. Thì chúng tôi không thất vời gì nữa, bởi thời gian có hạn thì tôi rất mong muốn là có lời mời để cho cái hội nghị lần tới thì xin mời các thầy các cô đến thăm trường tôi và thăm đất tổ quê hương tôi. Xin là trân trọng cảm ơn các thầy cô. Theo chương trình thì chúng ta đã đến giờ phải chuyển ra địa điểm tiếp theo là nên tối. Cho nên là tất nhiên những cái chuyện là nghi lễ chúng ta sẽ thực hiện ngay bây giờ. Thì tôi nghĩ rằng là còn một số người cũng đang muốn trao đổi tiếp, chỉ đạo là còn định mời qua đêm để đến ngày mai ký kết gì đấy nữa. Thì cái đấy thì chúng ta buổi tối khi mà ăn tối chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta trao đổi thêm. Thế còn một số cái thì mà tạm chốt lại là như thế này. Mà hội thảo tiếp theo ấy thì chúng ta sẽ rất vui mừng được nhận lời mời của anh Lợi của trường Cao đẳng Dược Phú Thọ vào một ngày cụ thể của tháng 3 năm 2020. Và cái chủ đề ấy thì cũng qua ý kiến của một số người và cũng gọi là nó cũng thể hiện cái thế mạnh của mà trường Cao đẳng Dược Phú Thọ. Cao đẳng Dược Phú Thọ thì có lẽ chúng ta sẽ chọn cái chủ đề là cái mối quan hệ mà nhà trường và doanh nghiệp. Trong đấy nó có cái chuyện quan hệ tay đôi với nhau, nó có cái chuyện là doanh nghiệp thành lập trường và nó có cái chuyện là trong trường có doanh nghiệp. Thì chúng ta sẽ bàn sâu vào cái chuyện đấy. Bởi vì thực ra mà nói thì cái sự gắn kết một cách hữu cơ giữa nhà trường và doanh nghiệp theo nhiều thức khác nhau nó tạo cái tiền đề để cuối cùng là mình đào tạo nó bám sát cái nhu cầu xã hội, thực hiện một trong những sứ mệnh rất quan trọng của trường đại học. Đấy thì dự kiến sẽ là như vậy. Thế còn chủ đề mà chi tiết là như thế nào, báo cáo dự kiến sẽ là như thế nào, thời gian cụ thể là như thế nào thì cái đấy thì sẽ có thông báo sau gửi tới các anh chị. Thế còn bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ có một cái chủ ảnh. Tôi xin ý kiến này này, để những cái hội thảo của chúng ta nó có hiệu quả thì tôi đề nghị là sau cái buổi hội thảo này thì chủ tịch chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ gửi tới từng trường thành viên của chúng ta một cái kết luận của hội thảo, nghị quyết hội thảo và lần tới sẽ làm cái gì. Vâng. Thế thì để các trường, nếu có trường nào chưa đi thì họ cũng biết như thế làm. Thứ hai nữa là cái buổi hội thảo sau chúng ta xem là hội thảo lần trước chúng ta kết luận đã được cái gì và đã thực hiện được cái gì. Xin hết. Vâng. Không, vui vẻ chơi là một thành một kết quả của hội nghị. Còn có kết quả khác nữa. Đấy thì hiện tại thì thư ký có ghi lại đầy đủ biên bản. Thì cái này chúng tôi sẽ tóm tắt để gửi. Dạ em đưa một anh đó đến tặng tài. Ở chưa? Cái thưa quý thầy, tôi nghe hồi đó rất là hay, những ý tưởng rất là vĩ đại, rất là tuyệt vời. Nhưng mà tôi có mấy cái cụ thể nhỏ này thôi, không biết có đặt hỏi không. Thứ nhất á, là tôi đi trường nào cũng kêu ca về cái phần mềm quản lý mà không ai làm cả. Tôi hợp đồng 3-4 công ty rồi mà cũng chặt lên chặt xuống. Rồi thì nghĩ thứ nhất FPT ông nào cũng đứng ra là tôi hỏi cả ông Sơn bên đại học Bách Khoa, tôi nói ông Sơn à, ông có to đùng như thế, trường mà truyền thống số 1 Việt Nam thế, ông có phần mềm tốt à, tôi mua ăn á. Thế là thầu tao ăn được mua của tôi rất là học rồi. Tôi đang làm một thằng khác thuê một thằng nước ngoài vào làm, quân tôi cũng không làm nổi, chết trả chưa. Tôi nói ăn mà kêu trời nữa thì tôi làm sao. Thì tôi đề nghị á, nếu cái câu lạc bộ đồ ngô tập hợp lại là một cái phổ biến như này,
giá rẻ chứ anh lấy giá cao quá. À, giá trên trời thì tôi chờ nước ngọt không chẳng hạn. Tôi nói thật. À, tôi đấu thọ mà. Cái đó vô cùng quan trọng. Tôi tiếp xúc một số cơ quan Ấn Độ, nó đề nghị một ý thế này. Anh làm một phần mềm đó, tích hợp hết lại. Dạ online lúc thì đương nhiên rồi, mà có hai phiên bản. Một phiên bản thì nào anh làm được, phiên bản nó phù hợp với anh Mỹ. Anh Mỹ Úc, để sau này sinh viên anh nó có chuyển đổi, chuyển đúng gì được hết. Chưa nói đến phiên bản của gì chứ, quy quy gì của ASEAN, đóng của Thái Lan đấy. Hiểu cái gì hay phổ gì, ai dư đây, không chân luôn. Đề nghị như thế đó. À, thế thì tôi nghĩ đó, cái câu lạc bộ chỉ làm một việc đó là vĩ đại. Chỉ là một việc đó là đóng góp rất lớn cho việc phát triển của nền giáo dục Việt Nam. Education lạc hậu vô cùng. Tôi hỏi ông sao hiệu trưởng trường đại học Bách Khoa ông nói tôi thất vọng luôn mà. Ông đi ăn á, ông nói ai đi ăn với tôi vậy? Có thầy thầy kinh doanh mà. Tôi gọi tôi mới dỗ ông sao ông cho tôi tham khảo. Thế kia thôi đừng lấy của tôi chết trai chứ. Không biết SNT là như thế nào không biết. À, thì đó có lạc hậu không thì chưa chưa biết. Thôi em Sơn ơi, những chuyện vĩ đại tôi chưa nói. Cụ thể đó anh Tùng. À, mà bất nhĩ nữa. Hội mình làm được cái đó. Câu lạc bộ là nó bất vĩ đại cho Higher Education Việt Nam. Cái việc thứ nhất. À, cái việc thứ hai á, các thầy nói công nghệ rất tuyệt vời rồi. Mà nè, dạy online một xu hướng rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Và tôi cũng đi rất là nhiều cái trường đại học ở bên Nhật á. Giờ lúc trường á, hỏi cho thằng campus, tao có campus thì có văn phòng à. Bây giờ mới thành lập 2 năm được 800 sinh viên, dạo là hết. Giống như tại đây đó. Thì tôi đề nghị á, hội mình này phải làm ra một cái platform mà tôi chưa biết là cái gì. Nhưng mà dạy online phân tích cụ thể điều kiện Việt Nam dạy online như thế nào. Chứ tôi sợ là anh Phương đấy là làm thử đó, nhưng mà dân mình đó mà nền tảng tiếng Anh rất ít, của anh cũng rất tốt, nhưng mà sinh viên nền tảng tiếng Anh của mình là hầu hết là mình là nông dân chiếm 76%, tức là sinh viên của mình cũng chiếm 70% trong 1 triệu sinh viên hàng năm. Chứ anh cứ phục vụ cái nền tảng tiếng Anh chỉ với dân thành phố thôi, cái đúng không nào? Có tôi thông nhưng không nhiều. Thì tôi đề nghị hội mình nghiên cứu một cái việc dạy online thế nào phù hợp với điều kiện Việt Nam, phù hợp với cái chủ trương Việt Nam, à, và phổ biến cho anh em kinh nghiệm. Và cũng có một công ty đứng ra lắp ráp mấy cái công nghệ giúp cho anh làm việc thứ hai vĩ đại vô cùng. Sao? Không cần làm gì khác nữa, theo tôi. Ok, xin cảm ơn. Thì thực chất ra thì không ai có thể nào viết được cho một cái chương trình chung được đâu. Nói thẳng luôn, tại vì này thực chất ra mỗi một nói tổng lại là hai điểm là vĩ đại quá. Ừ, không, thực chất ra là cái quản trị của mỗi một trường khác nhau. Quản trị một trường khác nhau không cách nào. Nói anh xem nha. Bây giờ anh có thể nhớ một công ty không? Anh có thể. Anh có thiết kế cho mỗi trường một trường đó có giá phải chăng tôi mới mua ông chứ ý chứ mà phù hợp với cái tình hình của mình đây và có thể phát triển cho tương lai hội nhập được với anh Mỹ ý chứ mà. Chứ còn một trường nào áp dụng có thể vì anh mua luôn mua đúng rồi gì đó anh thay đổi tôi không cần biết, nhưng vấn đề là có anh là làm cho xứng đáng. Chứ bây giờ không có thằng nào cha nào làm được hết trơn. Còn một cái nữa là Bách Khoa nó chịu thua mà. Cái số 2 là thầy nói vấn đề e-learning á thì hãy về trường tôi. Tôi nói thẳng luôn về trường tôi để mà xem là chúng tôi chạy như thế nào. Thế là đấy cũng là cái mà tôi muốn, tại vì chúng tôi đang chạy. Không phải chạy theo cái cách của cô nhất này đâu. Chạy chúng tôi với cái model này, chatbot này, rồi cái trực tuyến này, cái branding này thì thành một cái bài giảng. Chứ mà lấy cái đó thì chúng tôi rất muốn là ta vào đó để bắt đầu ta lấy cái của mình, cái của chúng tôi để mà chúng tôi làm rồi nhé. Rồi rồi nhé. Rồi 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 rồi